gia đình nhận được. Chúng ta một chẳng có thể chào mừng gia đình này. Rồi, 1, 2, 3, mấy người? 4, 5, 6, 7. Chúng tôi 7 người. Rồi, còn giới thiệu với mọi người chút xíu về gia đình này. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Hoàng Thị Tốt, chào con về hôn lễ. Mà con được ơn rất là nhiều, nhiều vô cùng. Thì bữa nay con cũng xin nhắc gọn là như vậy. Con giới thiệu mọi người đây. Dạ, là ba con. Còn ba con là Phạm Văn Kiển. Năm nay ba con 80 tuổi. Dạ thưa cha, năm nay con 85 nè. 85 tuổi, còn đây? Là con tên Hùng. Năm nay con 51 tuổi. Lấy em được một cái tốt. Rồi, còn đây? Dạ cha, con là chủ xe Phạm Văn Thơ, 65 tuổi. Là em của anh Kiểm đây. Rồi, con? Dạ thưa cha, con là Phạm Văn Thơ, con năm nay 46 tuổi. Con của bố Kiểm. Con của bố nè. Vâng, còn con của bố của nó. Còn con? Dạ thưa cha, con Phạm Thị Hoa, năm nay con 48 tuổi. Con là gì? Dạ con Phạm Thị Hoa. Con là gì? Là em của Tú. Em của Tú. Con là Phạm Thị Thơ. Là Phạm Thị Thơ, tên Thắng. Là con là Maria Thơ. Em gì tốt. Rồi, bây giờ mỗi người chúng ta nói một đơn phúc mà chú ban còn nói trước, rồi cùng mỗi người chúng ta chia sẻ một đơn phúc mà chú ban cho cả gia đình này nha. Dạ thưa cha, bữa nay con xin nói với cha và cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Tốt, chồng con Nguyễn Hữu Nghĩa, người ngoài đảo mà con 37 năm con đã được quay về với Chúa, mà hiện giờ là con báo cho các cộng đoàn một cuộc tin mừng. Là con dâu con là Nguyễn Thị Thanh Hương bỏ Chúa cũng 10 năm vào được quay về với Chúa. Thì hôm con dâu con rửa tội cho các con là vào ngày mùng 1 tháng 5 2016 là hai đứa cháu nội cháu con được rửa tội tại nhà thờ Phúc Lộc, nhưng mà cuối cùng không được lại về nhà thờ Bảo Lộc. Thì bữa nay chồng con là người đạo Phật mà lại ở nhà nghe máy và tiếp sức cho con là để đi xuống đây và gặp tập đoàn. Và trước hết là ba con á, là cách đây khoảng năm rồi là ba con bị té lên từ lập nhà, té xuống gãy lưng. Thì lúc đó ba con nằm xuống thì các em con là chị cả, nhà con là ba chị em gái, là sáu người con trai. Thì lúc đó em con cứ bắt con phải lo sắp xếp tiền đưa ba con đi chợ rẫy. Thì lúc đó con mới bình tĩnh, con nhờ các chị em trong đoàn thể nhắn xuống cho cha xe người lòng cầu nguyện cho ba con. Còn con thì chạy về nhà thương, con chỉ giang tay và biết đọc kinh thôi. Con này đã con không biết như thế nào, tại vì khi đi xuống chợ rẫy là phải tiền và cỡ mấy chục triệu thì mới đi được. Thì con mới nói em con bây giờ đọc kinh lòng thương xót, nhắn cho cha rồi cứ yên tâm. Thì em con nói là bây giờ phải đưa ba về chợ rẫy. Thì con nói bây giờ nếu mà đưa chợ rẫy thì trong tay lấy tầm mấy chục triệu, phải bán đất bán nhà. Thì tôi cứ đọc tin lòng đứng xót là cha đã cùng đi rồi, cứ yên tâm. Khi nhập viện ba con ở ngoài bệnh viện Bảo Lộc Lâm Đồng thì ba con cứ nằm giang tay và đọc tin lòng đứng xót. Chị em con cũng đọc tin lòng đứng xót kính ha. Thì lúc đó là em của con nó không chịu, nó cứ một hai là cứ đi chợ rẫy. Thì con nói cứ yên tâm đọc lòng thương xót. Thì ba con cứ nằm trên giường và giang tay ở đọc lòng thương xót. Thì khi đó bạn con mới báo lá cây cho ba con để hơ lửa. Thì vừa hơ vừa đọc lòng thương xót, ba con cứ nằm trên giường và đọc như vậy là 2 tháng rưỡi. Thì bắt đầu ba con mới ngồi dậy đi được. Thì lúc đó con chỉ biết tạ ơn Chúa. Và hiện nay là con dâu con đã trở về, gia đình con rất hạnh phúc. Bao nhiêu bốn thằng con trai thì nó là đạo Phật và cũng không phải là đạo Chúa. Mà con nghĩ cũng không phải là đạo Phật, tại vì một năm nó cũng không tới nhà thờ. Nó mà con nghĩ nó là đạo con gà. Thì con nó đi làm, nó ở trong rừng, nó đi làm rất là quan hệ với con. Nhưng khi lúc về mà nó ôm gà bị đá thì con chỉ biết cầu nguyện thôi. Thì lúc đó con đi lan truyền lòng thương xót Chúa, con cũng chống được con, thì con mở đài lên. Chồng con cứ đến giờ ăn cơm mà chồng con mở đài ra, cứ để ở bàn ăn cơm thì các con không chịu nghe, nó bưng mũi có cơm đi ra ngoài hè. Thì chồng con nói em ơi đọc kinh cầu nguyện Chúa đi.
Thì sau một thời gian các con nó đều nghe, và bây giờ thằng con trai của con á là nó đi loan truyền đồng tin sắc Chúa, thì con không biết Chúa làm như thế nào con không biết, mà con đọc kinh cầu nguyện thì nó ôm con gà nó đi đá. Khi nó đi đá xong thì con không ở nhà, con đọc kinh lòng tin sắc, con cầu nguyện thôi. Thì khi khoảng chừng một tiếng sau nó định về, nó kêu má ơi, con nói nó má nuôi con ở trong Bà Đơ, là không biết ở nhóm Bà Đơ có một người nào là mẹ nuôi của con không, nên là mình mua việc. Thì nó về nó nói má ơi, người ta nói là dễ nhưng mà gặp được cha không, bây giờ nó làm sao mới đưa mấy cô này đi giùm con đi. Thì nó chạy về 20 cây số, nó chạy về nó xin con một cái máy và đĩa và những tâm thư mà mẹ với Chúa nó gói lại, xong rồi nó kêu người nhà của cái cô mẹ má nuôi của nó ở trong Bà Đơ ra lấy. Thì con mới tạ ơn Chúa, và con Chúa tức là thử thách con nhiều nhiều lắm luôn. Nhưng nếu con không có ơn Chúa thì ngày nay con không có mặt ở đây. Rồi ông đã được Chúa chữa lành như vậy, có vài lời chia sẻ với cộng đoàn vẫn còn. Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, suốt thời gian 2015 thì con bị như vậy là hôm ngày 16 tháng 7 năm 2015. Thì trong khi con sửa cái nhà bếp thì con thấy trời mưa, thì con che mấy con gà con thì nó xuống 3 ổ gà con, thì được 36 con, mỗi ổ 12 con. Con đi thấy nó ướt bột nhiệt, con đi trèo lên thì con bước ngang cái nhà tắm, thì con vô tình con đứng ở trên cái trong cái nhà tắm, thì cái đòn tay nó vô cùng nào không biết. Thì trong khi con đứng đó nó rơi con xuống một cái ẩm, vậy là con ngồi xuống con đau quá, con chịu không nổi. Thì nhà con với các con nó tới nó bê con đi kêu xe taxi đi ra bệnh viện. Thì trong khi con nằm ở bệnh viện thì mấy đứa con nó tới nó phục vụ con. Con bảo rằng bây giờ cái kiểu này các tụi nó phục vụ mình, các đứa nọ đứa kia công an việc làm của nó chắc không đủ sức mà nó nuôi lớn mình được đâu. Thì thôi bây giờ xin bác sĩ mình cho mình về nhà, để mà trước hết là xin các cha và cộng đoàn là con nó gọi điện thoại nhờ cha cầu nguyện cho con. Trong thời gian con cũng không biết, nhưng mà con về nhà con nằm, thì con nằm 2 tháng rưỡi trời, con thấy con đập đau quá, con đập không kinh không nổi, mà con chỉ có đọc có 3 câu: lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Chỉ có 3 câu: lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Ông già 85 tuổi ạ. Vâng, mà leo bị thương ấy, cái con gà nó đẻ trứng như thế rồi bị té. Còn ngày hôm nay ông già 85 ấy đang đứng trước mặt chúng ta là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa một cách rõ ràng. Chỉ mấy câu: lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Và tôi nhờ anh chị em và các bạn cầu nguyện hôm nay ông ở đây. Tôi chỉ tốt đây là người con của ông, người chồng như thế 30 năm vẫn không theo, rồi những đứa con như vậy bây giờ rồi đã được quay về với Chúa. Bộ mặt thế gian này đang qua, còn bộ mặt thế gian này qua đi như thế nào, nói cho mọi người nghe con. Thế cha, con xuống đây và thưa cậu là con xuống đây con cầu nguyện cho anh con. Anh con bay mặt bay ghét xe gãy xương cổ, nằm trở lại. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con xin một lần nữa con cảm tạ Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh con. Mới hôm thứ hai này là ông anh là con của bà bác, con là của ông cậu. Em con đã 15 năm nay nó không tới nhà thờ, không đi lễ, không biết lễ. Con có cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, giờ làm sao bây giờ con đi loan truyền lòng tin sắc Chúa. Họ được ơn tại trên câu lạc đi, con nói họ đi. Thì
con kêu gọi những các anh chị em mình đau khổ sợ đi, mà em con nghĩ là không đi, cứ lo đi làm kiếm tiền, con đau khổ lắm, nhất là những người thương của con. Và bây giờ ông Chúa dùng ông anh con bà cô con là con ông cậu, hiện nay khoảng 10 ngày nay anh con cũng khô khan nguội lòng lắm, anh con chỉ biết đi kiếm tiền và kinh doanh, anh con nhiều tiền lắm, tiền tỷ á. Mà khi anh con với ba con là anh con bị mất ngủ, thì không ngủ mười mấy năm nay, thì con có đem xe tới và con năn nỉ anh là đi làm thương xó cùng mình với em đi, nhưng mà anh nói là anh mất công việc anh không đi được. Thì khoảng chừng 20 ngày thì anh đi vô vườn cà phê, anh đi làm về, thì ngày hôm đó là ngày thứ hai, thì cái áo mưa nó biết quấn vô trong cái bánh xe, nó giật cảnh ra thì không biết té như thế nào. Thì nay anh bị gãy cổ, coi như là bị ba khúc xương mà giật tủy luôn, hiện nay đang nằm ở bệnh viện Cà Rẫy. Thì con nói với các em con, bây giờ anh không có kiếm tiền, nhưng mà giờ anh tỉnh dậy thì nhắn tin về cho cha. Anh bị hôm ngày 22 tháng thứ hai vừa rồi đây, thì tới ngày thứ sáu anh không tỉnh. Và coi như chị con á, là con cô ở bên nước ngoài về, là trên 10 bác sĩ đã tới và đã coi như là bó tay trả lời là không thể nào chữa được. Thì gia đình bên cô con mới nhớ sự cái con là đi làm thương xót thì nghĩ điện cho con. Thì lúc đó con cũng không biết điện cho cha, con không biết nhắn tin, con đi nhờ các nhóm khác và các anh chị em nhắn cho cha, rồi các anh chị em trên nhóm một lần cầu nguyện và các nơi cầu nguyện cho anh con. Thì anh con thì hay lên anh con sống lại, thì hiện nay sống lại, nhưng mà từ cái cổ cho tới cái chân là anh con cứ nằm liệt như vậy. Anh con đợt vừa rồi con xuống đây rồi con ghé vô trong bệnh viện Chợ Rẫy, thì anh con đi tỉnh dậy, anh con nói là bây giờ em xin cha và đồng đoàn cầu nguyện cho anh liệt nửa người cũng được. Anh đã bị vậy mà con đã về được với Chúa đúng không? Dạ, con vẫn đi trên thứ sáu đến đây cả. Rồi bây giờ con cảm nhận được lòng thương Chúa, xót Chúa chị con như thế nào, nói cho mọi người. Dạ, con chỉ cầu nguyện cho thân của con sáng mà được ngồi sau đó nữa. Còn con chia sẻ cho mọi người. Con xin chào anh chị em ở cộng đoàn của giáo xứ Mừng Mới cũng như là cha phật xứ ở đây. Tôi là đưa xe con thơ ở nhà ở không, nhưng mà hôm nay là chủ yếu của tôi là xuống để đi dự lễ. Hôm nay là dự lễ đầu tiên tại nhà thờ rồi Thăng Long, và Thăng Long về một lần thì tôi có dự mấy lần rồi, nhưng có điều là tôi cũng không có được ngồi gần như ở đây, thì được cái là tôi ngồi gần cha luôn. Ở tại vì tôi ngồi xa lắm. Thì hôm nay thì chúng tôi nói chung là gia đình chúng tôi cũng xuống để thứ nhất là ghé vô tham dự thánh lễ với cha cha Long ở xứ Mới, và đồng thời cũng ghé vô bệnh viện để thăm người cháu của tôi. Người cháu của tôi rất là trong thời gian là nguy hiểm. Tôi ý của tôi là cũng xuống xin đi lễ xuống xin cộng đoàn cũng như là thân xứ hiệp cùng với gia đình chúng tôi để cầu nguyện cho người cháu của tôi là được xin Chúa ban ơn chữa lành cho người cháu của tôi được cho tai qua nạn khỏi. Đó là cái điều có ước vọng của tôi. Và bản thân tôi thì tôi ít đi xuống dưới Cà Mau này lắm, tại vì bản thân tôi thì chân đau tôi đi không được mấy, nhưng mà tôi chỉ biết là nhà học kinh lòng thương xót. Nhưng mà tôi đã biết lòng thương xót trên nhà thì ngày nào cũng đọc hết. Có ngày là tôi đặt một lần từ 3 giờ, từ 1 giờ đến 3 giờ, và 3 giờ nữa tôi đi lên ngày nào cũng vậy. Nếu ngày nào đó tôi vui quá, như vậy tôi đọc được có mới là bà chàng, thì tôi về tôi sẽ đọc tiếp, tôi đọc tiếp bà chàng, và có thể đọc thêm một cái đẹp phủ cho mẹ bà. Đó. Tôi chỉ biết trong tay mở Chúa, thay vì lòng thương xót của Chúa là có câu dưới Chúa nói, có cầu xin gì thì Chúa sẽ ban cho. Và đặc biệt là cái câu mà Chúa Giêsu nói còn kinh thánh của Chúa, thì tôi trông thấy câu đó là cắt đọc và thân tôi thấy rất an tâm và hồi hộp. Còn con chia sẻ cho mọi người. Dạ, xin chào và cộng đoàn, con xin này cũng chia sẻ với cha là cộng đoàn là con được ơn nhiều lắm. Con biết cha từ
Con ơi gì được kể cho mọi người nghe. Tấm tắt tên nào? Dạ con là con gái của con, cái đầu của con nó là 2010 đó, là nó đang học. Thì nó nghe lời bạn nó bị người ta dụ dỗ, xong rồi nó có đầu. Xong rồi con cũng biết người cha nó là ai hết, con cũng để bé nuôi. Nuôi xong đến năm 2014 thì con đi làm, là thuê cho người ta thôi. Thì có một người bạn rủ con đi là xuống Cà Lâm, ở dưới Mai Vui á. Thì con nhớ là đầu năm 2012 là cha làm lễ một ngày cuối cùng ở Malibu, thì con có đi. Và con cũng xin bạn thôi, chứ con cũng nghĩ là không biết có được hay không. Thì con cũng xin ước nguyện của con là cho con gái con được có một chỗ nương tựa. Và thứ hai nữa là cái gia đình con được bình an. Thì con xin và thưa cha Chúa là cũng nhận lời con. Con nhiều lắm, không thể kể hết được. Rồi con nhường lại cho chị của con. Chị đi em. Em, rồi con. Thưa cha, con cũng xin ơn cho họ nhờ con xin ơn ấy. Con cũng được nhiều ơn lắm. Nhưng mà con kể tóm tắt thôi. Một hôm có anh chị ở gần nhà con á, coi là làm đơn đi chị. Xong rồi nó cứ khóc tôi, mà trong khi nó đang là có bầu được mấy tháng là chồng nó lại đi ngoại tình. Xong rồi nó cứ khóc tôi, nó bảo bây giờ không biết làm sao. Con mới nói thôi giờ viết thư đi, được câu người chị Tố hoặc là chị Linh ở Thánh Mẫu ấy để cầu nguyện. Xong rồi nó mới viết thư, thì con cũng chẳng biết là nó viết như thế nào. Thì con cũng bảo là mày nghĩ như thế, mày trong đầu óc mày suy nghĩ lên sao thì mày biết như vậy, rồi tên cho chị Tố ra hoặc là chị Linh ở là ở Thánh Mẫu ấy giờ cho cầu nguyện. Sau rồi hôm đấy thì chồng nó làm đơn ly dị. Xong rồi nó mới bảo chứ giờ chết rồi, giờ ly dị rồi, giờ không biết là ở đâu. Xong rồi con mới bảo với con mày cho biết nhờ đâu cầu nguyện đi. Vậy là con mới nhờ chị Linh cầu nguyện, nhờ chị Linh biết tôi cầu nguyện. Thì đau được mấy tuần á là chồng nó rút đơn về luôn. Đấy thì rút đơn thì nó cũng không biết. Xong rồi đến lúc mà nó thì cái di tính nó hay đánh bài, còn chồng nó chỉ hay đá gà. Thế là nó nói thôi bây giờ quyết định là bây giờ ly dị. Là hồi trước là chồng nó không cho ly dị, thôi hồi trước là nó không muốn ly dị, mà chồng nó cứ bắt là ly dị thôi. Và là hôm nay con mới nhờ chị Linh, chị Tố mà nhờ cha cầu nguyện. Thì là nó rút đơn hồi nào đấy, nó không biết nè. Thế nó nói con hồi trước, trời ơi cha Long Linh mày ơi, tao biết thư cho cha mà ổng rút đơn hồi nào tao cũng hay rồi á. Cái bạn chồng nó rút đơn nhưng mà cha rút đơn. Dạ chồng nó rút đơn hồi nào á không hay. Sau ấy nó bảo chứ trời ơi sao mày cha Linh dữ vậy, mà trong khi nó thì là ngoài đạo, mà chồng nó cũng ngoài đạo, chợ nó lại đạo nha. Xong rồi nó bảo chứ trời ơi sao mày cha Linh, sao mày cha Long cầu nguyện sao mày Linh dữ vậy. Chứ phải đi khi nào mày xuống thì mày làm chứng đi. Nó bảo chứ ở về khi nào nó xuống mà nó có cái gì có ngoài nó thẳng nó xuống. Cảm ơn chị em nè. Bây giờ cũng cho phép chúng ta nghe những câu chuyện mà bộ mặt thế gian đang qua đi. Bộ mặt của cặp vợ chồng tính ly dị rồi cuối cùng rút đơn để mà sống lại với nhau. Bộ mặt của một em bỏ nhà ra đi và lầm lỡ như vậy, rồi cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ nương tựa. Bộ mặt của một ông già 80 năm rớt xuống đường lăn, nằm xe lăn hoặc là bại liệt suốt đời đã đứng đây làm chứng. Bộ mặt của một người chị em mà người chồng mình không có đạo say sưa nhậu nhẹt như thế, bây giờ bộ mặt của anh ấy đã quay, đã thay đổi đi. Rồi bộ mặt của những đứa con mà tạo gà cũng đã thay đổi đi. Bộ mặt của một người đàn ông mà lần suối kiên trì như vậy và đó là con chỉ tín thác vào chú, những bộ mặt ấy đang được biến đổi. Bộ mặt thế gian này đang qua đi, nhưng bộ mặt của con cái Chúa thì đang được biến đổi. Bộ mặt của giáo điểm tin mừng này cũng đang được biến đổi. Có lẽ một phần lớn là nhờ những cái máy mà chúng ta gửi đến năm trong này là lòng thương xót Chúa để tặng cho cái cô mà chồng nó rút đơn, không phải cha rút đơn nhá. Rồi, con gửi lại cho đứa con gái của con nghe để cho nó nghe.
rồi con gửi tặng cho thầy, tặng cho em, rồi tặng cho con, rồi gửi tặng cho con một máy nữa, một tặng gia đình của lòng thương xót, gửi tặng cho anh bạn để anh tặng lại cho cái người nào mà anh cảm thấy là đang cần nhất, là khó khăn nhất, và ông tặng cho bà con không? Yeah, con. Tặng cho bà nhé. Rồi cho bà cháu tay lên kia. Rồi con, rồi con từ đầu cấp xuống mày tặng. Bộ mặt thế gian đang qua đi, tiền bạc cũng qua đi, chức tước địa vị cũng qua đi, nhưng bộ mặt của lòng Chúa thương xót không bao giờ qua đi. Những người đến giáo điểm tin mừng này thấy bộ mặt giáo điểm tin mừng này đang được biến đổi dần dần. Chúa đang mỗi ngày mỗi thêm ơn, và những chứng nhân này là rõ ràng là bằng chứng cho thấy rằng đây là đất lành, đây là đất thiêng, đây là nơi Chúa chọn, đây là nơi Chúa gọi con người ta đến để Chúa thiên giáng phúc, để cho mỗi một người trở về. Ta cũng làm cho bộ mặt của xã hội này được biến đổi. Ta làm cho bộ mặt của khu phố, bộ mặt của xóm làng, của ấp xã chúng ta được biến đổi. Nếu anh chị em về mà giữ vệ sinh sạch sẽ trong khu xóm của mình, nếu anh chị em về giữ trật tự trong khu xóm của mình, nếu anh chị em về mà cầu nguyện giúp cho những tệ nạn xã hội được giảm bớt đi, nếu anh chị em về làm cho những người theo đạo gà, những người theo đạo bài, họ được quay trở về với đạo của lòng thương xót thì đá gà thì bị đánh bài, hoặc là đạo nhậu, hoặc là đạo đánh vợ, thì thưa anh chị em, đúng là bộ mặt thế gian này đang được biến đổi, bộ mặt xã hội này đang được biến đổi, bộ mặt của giáo điểm tin mừng này đang được biến đổi. Và anh chị em nhìn thấy một bộ mặt rất là đặc biệt. Người bà cũng lên lên, bà đứng lên, bà đứng lên, bà đứng lên, bà đứng lên, bà chỉ nói cho mọi người thôi, cho mọi người.